mới ăn gì tùy. Đắng thế. Nhưng mà làm gì có đồ gì mà đánh. Thế thôi mình rán trứng thôi. Cứ đập vào nồi đĩa rán thôi, bình thường thôi. Cái gì? Tính ra em cởi áo ra, không có gì mà cắn quá đâu. Thế á? Đây là mối dưa thừa à? Ừ. Ui, nóng quá. Anh không biết nhưng mà hình như ngồi ở đây gần nóng thì nó dí, nó sợ nóng cái thằng. Khả năng thế. Nó không vào được ấy. Thế là Sơn hôm qua về thuyết phục được người yêu rồi. Linh thì nó chả có ăn như nè, nó nhỏ nhẹ nữa nó ok mà.